Đây là họ đang làm cái bảng hiệu chợ đêm Nguyễn Tri Phương, nhưng mà Tuấn Dương thấy là hiện nay cái khu này vẫn chợ đêm thì chưa có hoạt động. Một số người bán trái cây thì họ cũng vẫn buôn bán hoặc là bán rau, chứ còn chợ đêm hẳn thì chưa có các bạn ạ. Các cô chú bán trái cây, bán thuốc, rồi bán tôm, cua, cá, ốc, ếch, rau, củ, quả. Nơi đây cũng là một cái khu chợ đêm mới và tổ chức thành cái phố đi bộ. Chợ này là về ẩm thực rồi này nọ, thì Tuấn Dương sẽ đi ngang qua đây chút xíu nhé các bạn. Giờ này thì họ chưa có cấm, chưa cấm xe hoàn toàn, hoặc là lát xíu nữa thì họ mới cấm hoàn toàn, thì sẵn tiện mình đi mình quay một vòng cho cô bác anh chị chúng ta coi. Đó, khu ẩm thực này, khu ăn uống này. Đó, đó, một vòng. Đấy, có nhiều gian hàng thì bây giờ bắt đầu họ cũng mới chuẩn bị, họ dọn ra và sắp lên đèn. À, tới đây thì bà con sẽ phải gửi xe ở hai bên. Đấy, nhiều gian hàng bây giờ bắt đầu họ mới dọn ra. Thì chừng khoảng 18 giờ sau khi dọn, bà con dọn hàng xong thì họ mới đóng cửa cái khu vực này lại, và lúc này thì chỉ có cho phép đi bộ thôi. Đây đang là phố đi bộ đêm, khu vực kỳ đài Quang Trung cho các bạn. Rồi, sơ bộ như vậy để vừa quay về các cái hoàn cảnh khó khăn và vừa quay những các cái hình ảnh về những các cái khu ăn uống vui chơi để cô bác anh chị chúng ta nhìn ngắm. Hẹn gặp cô bác anh chị ở cái buổi trao tiền ngày mai. Xin cảm ơn. Đó, phía bên ngoài này thì họ gửi xe tới đây là góc Nguyễn Lâm, cắt với đường góc Nguyễn Lâm cắt với đường Nhật Tảo đây các bạn. Chào quý vị và các bạn, bây giờ thì Tuấn Dương lại đang có mặt ở hẻm 265 đường Nguyễn Tiểu La. Và thẳng con đường này thì chúng ta sẽ đi ra Nguyễn Tiểu La. Cái hẻm này thì cũng khá rộng. Đây, đây đang là góc ngã tư đường Bà Hạt cắt với Nguyễn Tiểu La. Và tối nay thì Sài Gòn có lẽ là sẽ có mưa. Bây giờ Tuấn Dương thấy bắt đầu gió đã lạnh lạnh rồi. Đây mình đang đi qua cái khúc này là chợ, chuẩn bị đến chợ Nguyễn Tri Phương. Nguyễn Tri Phương thì họ đang có cái kế hoạch làm xây dựng chợ đêm, chợ ẩm thực giống như là cái khu phố về ẩm thực đó. Nhưng có lẽ vì Covid nên là họ cũng chưa có triển khai được. Đây là góc ngã tư đường Ngô Quyền cắt với đường Bà Hạt. Tới đây thì có rất là nhiều những các cái tiệm vàng, như là tiệm vàng Kim Phước, tiệm vàng Ngọc Bảo, Hồng Trâm, Kim Giao, Kim Huỳnh. Họ bán sầu riêng này các bạn ơi, sầu riêng rất là ngon, 96.000 cho 1 kg. Vàng Kim Phục. Đây là họ đang làm cái bảng hiệu chợ đêm Nguyễn Tri Phương, nhưng mà Tuấn Dương thấy là hiện nay cái khu này vẫn chợ đêm thì chưa có hoạt động. Một số người bán trái cây thì họ cũng vẫn buôn bán hoặc là bán rau, chứ còn chợ đêm hẳn thì chưa có các bạn ạ. Các cô chú bán trái cây, bán thuốc, rồi bán tôm, cua, cá, ốc, ếch, rau, củ, quả. Ra đây là góc đường Nguyễn Lâm cắt với
đường Nhật Tảo. Giờ chúng ta quẹo phải này sẽ đi ra ngã tư Nhật Tảo cắt với đường Nguyễn Kim. Buổi tối này nên là quay nó cũng không có được đẹp lắm thưa quý vị. Đây, một cô bán mía. Xe còn nặng quá, quá nhiều mía mà chưa bán hết. Chưa bán hết nhưng mà tối thì cũng phải về rồi các bạn ạ. Đây chúng ta đang có mặt trên đường Nguyễn Kim. Đây là góc Nguyễn Kim cắt với đường Vĩnh Viễn. Bên đây là các cái khu chung cư. Chung cư Nguyễn Kim, đây là lô R, chung cư Nguyễn Kim, phường 7, quận 10. Đó, đây rồi bên tay phải này là thương xá Nhật Tảo. Ngày xưa cái khúc này cũng là các cái chung cư. Nhưng mà nó cũ rồi nên họ xây dựng lại. Đây, đây là góc đường Lý Thường Kiệt cắt với đường Vĩnh Viễn. Đây những các cái tòa nhà chung cư họ xây dựng lại. Cái khu vực này thì rất là đông dân các bạn, nhưng mà đây đang là địa bàn quận 11 rồi. Đây là góc ngã tư Lý Nam Đế cắt với Vĩnh Viễn. Đường Vĩnh Viễn này nó còn bị chia cắt cũng khá là khó tìm. Một nhánh là bên quận 11, nhánh bên quận 10. Nó bị chia cắt bởi cái trường tiểu học Nguyễn Tri Phương. Đây các bạn ơi, đây đang là góc Lê Đại Hành cắt với Vĩnh Viễn. Nhưng mà khúc Lê Đại Hành này là khúc một chiều, chiều hướng về phía đường hướng về phía đường 3 tháng 2. Những người xe lăn đi bán vé số này các bạn. Rồi chúng ta sẽ hướng đi về phía Đầm Sen. Đường phố Sài Gòn rất là đông đúc. Mùa Covid này các bạn thì cái khu vực Đầm Sen cũng vắng khách. Họ các cái chương trình mà họ tổ chức thì gần như là không có khách và nhà hàng cũng vắng vẻ. Chung là kinh tế thì bị chỗ nào cũng bị ảnh hưởng. Trước thì các cái dịp mà hè hoặc là những cái ngày lễ, ngày chủ nhật là khu vực này thường xuyên là bị kẹt xe, bởi vì người dân ở các quận huyện rồi thậm chí là người ở các địa phương họ về để vui chơi. Nhưng tuyệt nhiên thì nhiều tháng nay, nhất là từ sau Tết thì không có hiện tượng kẹt xe, kể cả những cái dịp như là 30 tháng 4 hay mùng 1 tháng 5. Và vì vắng khách nên là họ cũng không có tổ chức bắn pháo bông các bạn ạ. Trước đây thì họ còn là tổ chức bắn pháo bông để mà bán vé cho khách tới để xem bắn pháo bông, uống cà phê hoặc là ngồi ăn uống gì. Nhưng mà tuyệt nhiên bây giờ những các cái hoạt động đó bây giờ trở thành xa xỉ các bạn. Chỉ cần nhà hàng tồn tại được thì cũng là mừng rồi, chứ chưa dám nói đến cái chuyện mà buôn bán kinh doanh để có lời.
chúng ta sẽ quẹo phải đi vào đường Lò Siêu nhé. Cái khu Lò Siêu này thì đây là cái khu người Hoa họ sinh sống các bạn ạ, chủ yếu là người Hoa thôi. Cái đường này thì mưa lớn là cũng bị ngập. Không biết họ có cái kế hoạch là mở rộng cái con đường Lò Siêu này hay không. Mình nghĩ chắc là có, nhưng mà cái kinh phí thì chưa có các bạn. Đó, những các cái căn nhà trong này rất là nhỏ. Đây chúng ta sẽ đi ra đường quân sự. Đó. Trong các cái ngõ nhỏ, phố nhỏ thì bà con họ buôn bán, rồi là buôn bán đồ ve chai, buôn bán nước giải khát, đồ ăn, thức uống. Đó, các cái cây bàng này các bạn thấy này cũng mấy chục năm rồi. Rồi, và video của Tuấn Dương xin phép sẽ tạm dừng tại đây nhé, vì bây giờ trời cũng tối rồi thưa quý vị. Mà trời tối thì quay nó không có rõ nét, không có đẹp. Nên là hẹn một cái lúc nào đó thì Tuấn Dương sẽ tiếp tục ghi hình để gửi tới quý cô bác anh chị. Và chúc cô bác anh chị cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc. Và đừng quên bấm nút like, đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay để ủng hộ Tuấn Dương. Bye bye cô bác anh chị.